Sáng nay, đoàn cơ sở các đơn vị, công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời, bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang phối hợp với chi đoàn của công an tỉnh, công an thành phố Long Xuyên, các phường đoàn tại thành phố Long Xuyên tổ chức ra quân thực hiện các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2023 tại xã Nhân Hưng, huyện Tịnh Biên. Cụ thể, các đơn vị đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc và tặng quà cho hộ nghèo tại địa phương, tổ chức chuyến xe yêu thương và tặng quà cho học sinh, thực hiện công trình cột cờ Tổ quốc, thăm tặng quà gia đình chính sách, hành trình về địa chỉ đỏ và vệ sinh khu di tích với tổng nguồn lực thực hiện các hoạt động là 55 triệu đồng. Thông qua các hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình phần việc, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn và tham gia phát triển kinh tế xã hội, giáo dục tinh thần yêu nước cho tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị,